video đến đây vẫn chưa thể kết thúc được khi chúng ta còn vị trí số 0 trận đại chiến với W, hay chính xác là với những rider khác với hình dạng tối thượng của anh lần trở lại đầu tiên nhưng mà cũng là lần trở lại ấn tượng nhất của TK sau series chính của mình anh đã được gọi hồn lần đầu tiên trở lại trong trận chiến cùng với Color W đầu phim là sự thể hiện cực kỳ ấn tượng của common Rider TK với hình dạng hoàn toàn mới của anh Violent Emotion DK với phiên bản chúng ta có thể coi là mạnh nhất khi anh chuyển hóa thành tất cả những rider mà anh thu thập được cũng như sự tàn độc trong phong cách chiến đấu ra tay hết sức tàn nhẫn và tận dụng triệt để tất cả những đòn tấn công của anh từ tấn công bất ngờ của Invisible kết hợp đòn Rider Kick khi nó không thể nào trật được để hạ Sky Rider từ bầu trời Clock Cup Invisible để hạ gục Kaoru Kabuto kẻ được tạo ra về Clock Cup và những khả năng bá đạo từ những rider khác chiếc xe chuyển hóa thành robot để phóng quả tình lửa khổng lồ và Z thẻ bài của Kaisa hay những khẩu pháo hạng nặng từ Kaoru Z4 phối hợp với chiếc xe của Kaisa để hạ gục hoàn toàn Kaoru Z khổng lồ phong cách chiến đấu khả năng sử dụng linh hoạt như thẻ bài cũng như tận dụng triệt để kẻ thù cũng như là môi trường chiến đấu và sức mạnh áp đảo cả hình dạng Ultimate Kuga Thứ mà anh gọi là tối thượng, tôi đã vượt qua nó từ rất lâu rồi Cũng như là một màn nhựa người yêu vô cùng tình cảm của DK để giành chiến thắng cho Kivala đánh bại ma vương Violent Emotion DK Tất cả những màn thể hiện đó, form và cách chiến đấu cực kỳ ngầu đã giúp cho movie Titan World 2010 Lần trở lại của DK theo mình là lần trở lại ấn tượng nhất Và đó cũng là tất cả những lần trở lại của Cole DK với thân phận Kaido Yasukasa Đó là bảng xếp hạng của mình theo thứ tự ấn tượng Các bạn thấy lần xuất hiện nào có thể ấn tượng hơn? Hãy comment phía dưới cho mình nha